Võ công của con đã siêu nhiên hữu hình và tiến vào hóa cảnh, cho nên có phải thần tâm nhân chi phát huy mức tối cao? Con hãy trả lời sư phụ, mức tối cao của võ công là gì? Đặc kỹ thuật đã vô hình. Còn nữa, khi đối đầu với địch, con có cảm giác gì? Trong mắt tôi không có kẻ địch. Nghĩa là sao? Tôi chỉ có một chữ trường tự, không có gì khác. Tốt, nói tiếp đi. Đấu nhau có lẽ chỉ là trò chơi thôi, nhưng mà nên chơi một cách nghiêm chỉnh. Nếu là nhà võ xuất sắc, không nên coi nặng về hình thức, nên biến quá về võ thuật theo ý của mình. Lúc địch co rút thì mình khuất trương, còn lúc địch khuất trương thì mình nên cẩn thận từng bước một. Tấn công và thế thủ cả hai như một thủ. Khi mình trong thế lợi hoàn toàn, mình không cần suy nghĩ nhiều, đương nhiên sẽ hạ được kẻ địch. Không sao, cái gọi là địch chẳng qua là ảo ảnh thôi. Kẻ địch thật sự ẩn thân sau lưng. Nếu con tiêu diệt được ảo ảnh, tức là đã tiêu diệt được kẻ địch chân chính. Chữ đó ở đây là một vũ khí thường bị lạm dụng bởi những kẻ phản bội. Mấy trăm năm nay, thậm chí bị ảnh hưởng của sự phát minh về súng pháo, điều răng của thiếu lâm chúng ta vẫn không thay đổi. Điều răng 13 của thiếu lâm là gì, con biết không? Con không dám quên, là nhà võ truyền thống, cử chỉ và lời nói của mình nhất định mình phải chịu trách nhiệm, không thể quên được. Sư phụ cảm thấy hổ thẹn. Trong thiếu lâm tự chúng ta có tên phản bội họ Hàn, tính năng của hắn rất là ưu tú, có thể thành nhà võ xuất sắc, nhưng mà hắn đã để những sở học xuất sắc của hắn để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Coi tính điều của chúng ta là sớm rác, chắc không biết cách nào để lấy lại tiếng tâm của chúng ta mà. Còn đi lấy hết võ công do sư phụ đã truyền thụ cho hắn. Dạ, con biết rồi. Có một ông lên đây tìm con, con hãy đi theo ông đó. Trả lý, tôi là Khai Quay. Xin hỏi ông tìm tôi có chuyện gì? Có một chuyện rất quan trọng tôi muốn nói với anh. Mời ông ngồi. Cảm ơn. Chỗ này thật là yên tĩnh. Mời ông dùng trà. Cảm ơn. Tôi định bảo với anh việc mời thi võ. Tôi nghĩ chắc anh đã nhận được lời mời của ông Hàn rồi phải không? Thì ra là chuyện này. Vì việc này, theo lập trường của chúng tôi, rất mong anh đến dự lần thi võ này. Xin lỗi ông Ragway. Ông chờ một lát. Được, không sao. Lợi dụng đầu óc bình tĩnh của em không phải là giận hờn. Chúng ta làm lại đi. Chờ một chút, chậm lại. Em thả lỏng rồi đó.
bây giờ anh thấy sao? Để em nghĩ coi. Không được suy nghĩ. Nói mà. Phản ứng phải lẹ, theo trực giác tay chỉ về mặt trời. Nhớ kỹ, phản ứng chậm thì thấy được ngón tay. Em không thể lấy được tia sáng từ mặt trời đâu. Bây giờ có hiểu chưa? Lúc em cúi đầu, cặp mắt không nên chỉ nhìn vào mình mà phải nhìn về đối phương. Sắp phải đi là một hòn đảo cách đây rất xa. Đảo này đã bị phá hủy lúc thế chiến thứ hai. Sau đó tên Hàng đã mua lại đảo này và được sang tên chính thức. Sinh hoạt hàng ngày của hắn ta thế nào? Sau khi hắn mua hòn đảo, trang trí lại như một hoàng cung. Bản thân của hắn sống như một đê chứ. Mọi người ở đó đều phải theo lệnh của hắn. Hắn đã thuê được nhiều võ lâm cao thủ. Đảo này chỉ cho phép tư nhân ra vào lúc thi võ, cách 3 năm một lần. Đây là tín hiệu hàng không Mary. Người ta phát hiện xác cô ta trôi ở trên biển. Đáng lẽ khi phát hiện xác chết, cũng khó xác định được chuyện này liên quan tới ông Hàng. Nhưng mà có người nhìn thấy cô ta lần cuối trong buổi hội tổ chức trên du thuyền của ông Hàng. Xin hỏi ông đã lên đảo này để điều tra chưa? Vẫn chưa.
Chúng tôi nghi ngờ ông Hoàng này lợi dụng các cô gái đẹp, biến họ trở thành những người nghiện thuốc, rồi bán họ ra nước ngoài. Báo cáo viện kiểm sát nói thế nào? Cô ta không bị chết đuối mà bị nghiện thuốc. Không sao, hình như chết là vì dùng thuốc quá liều. Đối với hắn, tại vì thu thập tài liệu chưa đầy đủ, có phải không? Thu thập được rất nhiều. Càng tổng là chưa đủ bằng chứng, cho nên hy vọng anh đi một lần. Nếu tôi còn sống và trở về với những bằng chứng thì sao? Anh cần những kỹ tôi phụ trách cung cấp cho anh, chẳng hạn như trang thiết bị điện tử, công cụ giao thông, vân vân. Tôi không cần. À phải rồi, sao các ông không cho người mang súng lên đó và bắn một cái để giải quyết xong? Không thể mang súng vì bất tiện lắm. Anh coi bản địa đồ này. Trên hải phận này, ai mà tàng trữ vũ khí thì sẽ bị bắt ngay. Phần nửa hải phận của đảo này là thuộc khu quản hạch của chúng tôi. Miễn là biết chắc chắn trên đảo có chứa vũ khí, chúng tôi được quyền khám xét. Nhưng mà chúng tôi biết chắc chắn tên thằng kia cấp bất cứ ai trên đảo chứa súng đạn, vì hắn sợ bị ám sát. Nếu có súng, ai cũng có thể bắn chết hắn ngay. Bắt buộc phải dùng võ công. Trên đảo của đài phát thanh, chúng tôi sẽ điều khiển, đồng thời sẽ bắt được tín hiệu của anh. Anh nên cứu tôi phải không? Sẽ có người đến. Chúng tôi không cần phải giấu anh. Điều mà chúng tôi làm là phụ trách gom góp tài liệu rồi đưa cho nhà chức trách. Tôi hiểu rồi. Nếu có khó khăn gì, tôi sẽ liên hệ với ông sau. Còn chuyện này nữa, cách đây 2 tháng, có một nữ tình báo lên đó. Cô ấy tên là Mỹ Linh. Đây là hình của cô. Nếu cô ấy còn sống, có thể cung cấp cho anh nhiều tình lắm. Anh uống đủ không? Không, cảm ơn. Chạy mau!
Con biết nếu má còn sống chắc chắn không đồng ý cho con làm chuyện này, nhưng mà con mong việc làm của con là đúng. Hãy tha lỗi cho con. Tạm thời con phải rời khỏi chỗ này một thời gian. Alo,
xin lỗi, trong 3 giờ đi vắng. Khi nào anh về tôi sẽ kêu anh gọi điện lại cho anh nha, được không? Đẹp đi. Làm ơn tránh ra. Tôi thấy anh thua chắc rồi. Anh có dám cá không? Còn cá nữa hả? Tiền nợ là 1.750.000 đồng. Tuần rồi đã mãn hạn. Hả? Không phải là 1.500.000 sao? Còn tiền lãi thì thế nào? Ăn lãi cắt cổ, tôi không trả nổi. Anh muốn trốn luôn phải không? Tôi không có ý định làm vậy đâu. Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Xin lỗi nha Rupert, tao phải lấy thẻ của mày đã. Lập tức đặt cho tôi vé máy bay đi Hồng Kông. Dạ. Tài khoản của tôi còn lại bao nhiêu? Tổng cộng là 6.343.000 đồng. Tiền này tặng hết cho em đó. Anh không hối hận chứ? Chuyến đi này chắc chắn thành công sao? Dám cá không?
vừa lạnh hả? Giờ này ra sao? Vẫn như cũ thôi. Được gặp anh ở đây tôi rất là mừng. Đã 2 năm rồi chúng ta không gặp nhau rồi phải không? Hơn nữa chứ, 6 năm rồi trôi qua rất nhanh. À, đúng vậy đúng vậy. Dạo này anh làm gì? Sống lang thang. Hành lý của anh hả? À phải. Anh ta không thay đổi chút nào hả? Nè, anh quen với hắn hả? Không quen. Thực ra Hoàng kia là người ra sao vậy? Tôi cũng không rõ lắm. Nghe nói hắn rất là biết ăn chơi. Chúng ta từ xa tới đây không có quen ai, nhưng mà chúng ta nhất định phải cho tụi nó biết tay. Đúng vậy, đương nhiên rồi. Ngồi thuyền của mình đó.
Sao không xuống? Nè, tôi không thả cho anh đâu. Vậy là không được ra tay của Tráng sau. Nè, mà kéo lên đi. Kéo lên. Tôi muốn dạy cho anh biết là chuyện gì phải vừa phải thôi. Kéo lên đây. Tôi không thả cho anh đâu. Tôi đổ đế hẹn. Mà kéo lên. Thank you.
không học câu gì hả? À, không phải, tôi không học đồ nữa. Chắc khẩu vị của anh khá không vui với tôi. Anh nhiệt tình tiếp đãi tôi giống như anh làm chủ kìa. Ông Hà rất tốt với chúng ta. Chúng ta nên tận tình hưởng thụ. Anh thấy tôi nói có đúng gì không? Không phải sao? Tôi thấy nhìn có tâm sự. Tôi có tâm sự. Ở đây có ăn cũ này rất là vui. Tôi còn có tâm sự gì nữa chứ? Tôi không tin anh. Anh không giấu tôi được đâu. Tôi không giấu anh. Tôi ăn nhiều quá. Tôi ăn không nổi nữa. Cảm ơn. Nè, anh cảm thấy thế nào? Không yên. Tôi cảm thấy giống như bữa cơm cuối cùng vậy. Anh nói không sao chút nào. Xét từ bề ngoài để giống như ngày lễ. Nhưng ở sau lưng đang có nguy cơ gì đó. Tôi nghĩ anh vậy. Ở đây có rất nhiều cao thủ. Muốn thắng họ đâu phải dễ dàng. Ngày mai chúng ta phải để ý trong trọng tài đó. Anh hiểu không? Tôi hiểu mà. Hoan nghênh các vị quý khách đã tới đây. Tôi tin rằng cuộc thi gió lần này vì được các cao thủ tới tham gia sẽ tạo nên một không khí thật náo nhiệt. Mỗi 3 năm chúng tôi tổ chức một lần với mục đích và lý tưởng trao dồi võ công của các nước. Trải qua nhiều năm huấn luyện không ngừng đã đạt đến mức đủ để tự hào, vì môn phái của chúng ta có lẽ không giống nhau nhưng mà lại có hoài bão chung. Chính vì vậy, trước khi thi đấu, xin mời tất cả các vị gặp mặt nhau. Nếu như có điều gì sơ suất, xin các vị hãy thứ lỗi cho. William. Dành cho tôi hả? Khách sao quá. Cảm ơn nha. Tôi thích cô này. Và cô này nữa. Như vậy đủ rồi. Hôm nay tôi hơi mệt. Nếu không, tôi sẽ nhận hết tất cả. Tôi rất hiểu ý của anh. Anh muốn giữ sức để ngày mai thi đấu, có phải không? Mời vào.
Đây là nhà ý của ông Hằng, tùy ý anh lựa chọn. Tôi thích cô vừa rồi kìa. Là cô nào vậy? Chủ của cây phi tiêu này. À, tôi biết rồi, anh chờ một lát. Để tôi đi gọi cô ấy. Chúc cho tương lai của tôi. Mời vào. Chào anh. À, các cô này rất đẹp. Vậy là sao? Mời anh chào một cô. Tôi còn cô đó. Tôi thấy anh lựa chọn thông minh nhất. Mỹ Linh, tôi có chuyện hỏi cô. Tại sao anh biết tôi? Ông Brayway. Nhớ tiếng một chút. Tìm ra được gì không? Đến nay vẫn chưa. Tôi bị nhốt ở trong cung và bị tụi nó theo dõi. Bí mật của Tinh Hà đến giờ tôi vẫn chưa biết gì hết. Nhưng mà trên đảo thường có người khi không là mất tích. Ai vậy? Là các cô. Và lúc tối Tinh Hà thường gọi từng người một vào gặp hắn. Sáng hôm sau thì không còn thấy mặt nữa. Sắp sửa đến lượt tôi rồi đó. Xin mời anh tham gia sinh hoạt buổi sáng. Ra ngoài đó chờ tôi. Hắn thua.
thắng, tôi thắng đi. Anh à, tới được anh. À, được rồi. Nhanh đi. Anh yên tâm, tôi tự tin lắm mà. Anh à, tới được anh. Tôi biết rồi. Đừng làm thất vọng kìa. Làm như vậy, ông Hàng càng coi thường tôi nữa.
cũng ra ngoài vậy? Hôm nay tôi xin nói về cô và tất cả các vị. Đêm qua có một vị khách quý không vừa ý về sự tiếp đãi của chúng tôi, đã ra ngoài một mình và đã đánh các bảo vệ của tôi bị thương. Hành vi của vị khách đó đã trái với quy định của chúng tôi. Tôi không quan ngại vị khách đó. Hiện giờ tôi chưa muốn công bố tên của vị khách đó là ai. Khi nào có dịp tôi sẽ nói chuyện với vị khách đó. Mai mốt nếu không cần thiết, vào buổi tối xin đừng ra ngoài nữa. Ai làm trái với quy định này xin đừng trách chúng tôi. Riêng về các bảo vệ đã sơ suất đêm qua, tôi sẽ làm theo luật trên đảo, lập tức xử tử. Thank you.
thành thật xin lỗi về hành vi bỉ ổi của Okata. Rất khó. Tiếc rằng cách làm của anh không đúng đắn. Tôi thấy rất có hiệu quả. Anh đặng đặng gì đấu nhau, không nghĩ đến tu dưỡng. Tôi chỉ biết thắng lợi thôi. Đúng vậy, chúng ta ai cũng muốn thắng lợi. Cũng như coi trọng sinh mạng là điều bẩm sinh. Nhưng mà anh có nghĩ đến lúc anh thất bại sẽ như thế nào hay không? Và mùi vị sẽ như thế nào? Tôi không bao giờ mất thời gian nghĩ về điều đó đâu. Tới lúc đó tự nhiên có cách thôi. Hả? Là cách gì? Chuyện này còn tùy theo trường hợp nữa. Anh muốn làm gì trên đảo của tôi? Tại sao anh lại giết họ? Không phải tôi giết. Nhưng đêm qua chỉ có một mình anh ra ngoài mà thôi. Không sai, tôi có đi ra. Nhưng ngoài tôi ra còn có một người nữa. Anh cho tôi biết người đó là ai hả? Ông Hàng, đột nhiên tôi muốn rời khỏi chỗ này. Anh đừng hòng đi khỏi đây. Khán giả kia, đừng hòng hiếp con. Ta biết rồi, thì ra mày đã mua sẵn. Xã hội này không có võ lực.
không dám tưởng tượng xã hội này sẽ như thế nào nữa. Ủa, cái này là gì? Hả? Là một món trò kỷ niệm. Mời anh lên đây. Đoán đâu đây? Đứng xa một chút xe an toàn hơn. Anh sợ cái gì chứ? Ông Hằng à, có khi nào ông cho đầu của tôi vào đây không? Chẳng qua để thử lòng tin của anh đối với tôi thôi. Tôi không có lòng tin gì mấy đâu. Làm sao cho thủ đoạn độc ác không phải ai cũng làm được, phải kiên trì mới thành công đó. Anh có hiểu không? Muốn nó kiên trì thì khó lắm. Vì vậy anh phải có lòng tin, nếu không sẽ khó lắm. Ông nói đúng. Mời anh vào. Đây là nhà máy điện. Chà. Hay lắm, hay lắm. Ông Hằng còn khỏe mạnh lắm. Có nhiều gái đẹp quá. Chỉ đủ chứng minh sức lực của ông không thua ai rồi, có phải không? Hey, anh đừng có hiểu lầm. Tôi coi họ như con ruột của mình thôi. Thì ra là vậy. Xin lỗi em Hằng. Chào cô. Anh thấy thế nào? Họ còn là cận vệ của tôi nữa đó. Ông thật là có phước. Không ai trung thành bằng con ruột của mình đâu. Để tôi đợi anh vậy. Không, tôi tự đứng dậy được rồi. Hân hạnh được gặp nhau. Là mùi gì vậy? Hả? Là nha phiến. Có người cho là mua bán trái phép. Anh Robert. Nhưng mà tôi thấy chuyện này không khác gì với mua bán thứ khác đâu. Ông nói đúng. Bất cứ mua bán gì cũng chủ yếu là kiếm tiền thôi. Mấy thứ này khách hàng thử qua một lần thì họ sẽ cần mình mãi mãi. Không giống như mua bán những thứ khác sợ bị giành khách. Anh nói đúng, đúng lắm đó. Bên kia là trạm thông tin liên lạc với bên ngoài. Chắc là anh cảm thấy thắc mắc tại sao tôi lại khai bí mật của tôi cho anh biết phải không? À, những điều ông vừa nói tôi đã quên hết rồi. Tại sao anh lại nói cho tôi biết? Tôi muốn anh tham gia vào làm đại diện tiêu thụ ở bên Mỹ cho tôi. Ý anh thế nào hả? Ông muốn tôi tham gia vào tập đoàn của ông à? Tôi thấy ông biết mua chuộc lòng người lắm đó. Tại sao lại nhốt họ đi? Họ là những thứ rác rưởi trên đời này. Đều là người trên đảo này sao? Không sai. Họ làm trái lệnh của tôi, cũng chống đối lệnh tôi. Bây giờ tôi trừng trị họ là hợp lý thôi mà.
Ông thật sự muốn tôi tham gia vào tập đoàn Robson. Tôi đưa anh tới nhận quy lệ ông. Thằng khác là rõ thế này của tôi thì rõ ràng rồi. Nếu như tôi không đồng ý. Không. Tôi không muốn chúng ta hiểu lầm thêm nữa. Nếu con tiêu diệt được ảo ảnh, tức là thủ tiêu được kẻ địch chân chính.